tôi đang ngồi chiêu trà chiều cùng với em gái. Bỗng em gái của tôi bảo rằng, 12 tháng 6 ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của Oni Chang đó. Anh thích quà gì để em tặng cho nè? Tôi xoa đầu em ấy và nói rằng, thôi anh không cần quà đâu. Được thấy nụ cười hạnh phúc của em là món quà đáng giá nhất đời anh rồi. Em gái tôi cười và đáp lại, lại dối lòng nữa rồi. Hay quà là một đêm ướt át với em nhé. Tôi cứ từ chối và cười đùa với mỗi lời mời gọi của em ấy cho xong chuyện. Có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi sợ tiếc tiền nên từ chối. Nhưng có lý do cả. Từ ngày bố và mẹ chúng tôi mất trong một vụ tai nạn xe hơi vào 2 năm trước, cả hai anh em chúng tôi không còn ai để nương tựa. Tôi lo rằng em gái tôi sẽ trầm cảm nên tôi phải trở thành bờ vai tinh thần cho em ấy. Ngày qua ngày tôi luôn làm mọi cách để khiến em ấy cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi lúc nào cũng yêu thương và gắn bó với nhau. Tuy nhiên điều khiến tôi lo sợ hơn là hiện tại hai anh em chúng tôi vẫn chưa làm ra tiền. Tiền chi trả cho cuộc sống của chúng tôi là từ tài sản mà bố và mẹ để lại ở trong nhà. Và số tiền này dần dần cũng sẽ hết. Những dòng suy nghĩ này luôn bủa vây trong tâm trí tôi. Và rồi trong đầu tôi bỗng thoáng qua một ý định táo bạo. Buổi tối đã đến. Em gái tôi uống một chút nước khi đang học bài. Nhưng em ấy không biết rằng tôi đã trộn thuốc ngủ vào trong ly nước. Em gái tôi chìm vào giấc ngủ say. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu của em ấy và thì thầm. Tạm biệt em. Tôi bế em ấy và cho vào một cái thùng. Tôi bỏ vào trong đó một mảnh giấy. Tôi đóng thùng lại. Một cuộc gọi đến của một người giấu mặt. Tôi mang cái thùng xuống chỗ hẹn. Tôi gặp một người đàn ông mặc bộ đồ đen đứng bên cạnh chiếc xe. Người đàn ông thấy tôi và cười nói. Con hàng đây rồi. Tôi ký vào tờ hợp đồng của ông ta. Ông ta đưa một cái vali màu đen cho tôi và nói. Đây là 10 tỷ. Cảm ơn vì đã hợp tác. Ông ta bắt tay với tôi và sau đó thì đi lên xe và phóng đi mất tiêu. Sáng hôm sau, các bạn sẽ hỏi vì sao tôi lại bán em gái đi. Đó là vì số tiền còn lại chỉ đủ nuôi một người trong một tuần nữa thôi. Khi hết tiền, thì sẽ rất khó khăn cho hai anh em chúng tôi vì sẽ chả còn hạnh phúc nữa. Lý do khác nữa là tôi nghĩ rằng em gái tôi được người khác chăm sóc sẽ tốt hơn so với việc sống với tôi mà không còn tiền. Tôi nhìn đống tiền trước mắt mà lòng đau đớn khó tả. Tôi nhớ lại cái ngày hôm qua khi mà em ấy hỏi tôi quà sinh nhật cho hôm nay. Với mọi người thì sinh nhật là một ngày đầy niềm vui, nhưng với tôi thì hôm nay là một nỗi trống vắng. Tôi cầm tiền lên và tự hứa bản thân phải cố gắng hơn. Tôi lấy một khoản tiền bỏ ngân hàng và phần còn lại tiếp tục quá trình học của mình. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, 3 năm sau đó tôi đã trở thành một doanh nhân thành đạt trẻ tuổi. Một hôm đang đi trên con phố, tôi bỗng thấy cái banner quảng cáo có gương mặt thân quen. Tôi lại gần để nhìn kỹ hơn, thì bỗng bị một đám người chùm mặt tôi và bế tôi đi đâu không biết. Tôi hoảng loạn khi không thấy gì cả. Trong màn đen tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cuối cùng cũng gặp lại anh rồi, Oni Chang. Khi tôi mở mắt ra thì trước mắt tôi không ai khác chính là em gái của tôi. Tôi đứng hình mất 5 giây. Em gái tôi rưng rưng nước mắt và nói. Hức, tại sao, anh lại rời xa em hả? Đồ Oni Chang ngốc nghếch, tôi xin lỗi và ôm em ấy vào lòng. Tôi bối rối hỏi em ấy mấy bọn bắt cóc tôi khi nãy đâu rồi. Em gái tôi bảo rằng đó là vệ sĩ của em ấy. Sau một hồi nói chuyện với nhau thì tôi mới biết rằng em gái tôi giờ đây đã trở thành một idol nổi tiếng. Tôi cảm động rớt hết nước mắt vì quyết định táo bạo của tôi vào ngày hôm đó đã giúp em ấy thành công như hôm nay. Khi tôi vẫn chưa thể ngưng được sự xúc động này thì em gái tôi đưa cho tôi một mảnh giấy. Tôi nhận ra ngay đó chính là mảnh giấy mà tôi bỏ vào trong thùng ngày hôm đó. Em gái tôi nói, thất hứa là xấu lắm đó nhé. Tôi lau nước mắt, mỉm cười và lấy nhanh chiếc bút ra ghi ở mặt sau. Tôi đưa mảnh giấy cho em tôi. Em tôi sau khi đọc xong thì nói với một nụ cười đầy hạnh phúc. Vâng ạ, em cũng yêu Oni Chang nhiều lắm. 2 năm sau đó vào ngày 12 tháng 6, chúng tôi kết hôn với nhau. Được ngắm em ấy trong bộ váy cưới, quả là một khung cảnh hoàn mỹ. Nụ cười hạnh phúc này, đúng vậy. Ngay từ những giây phút đầu tiên, đây chính là món quà sinh nhật quý giá nhất mà tôi muốn trong ngày sinh nhật của mình. Nụ cười hạnh phúc của người tôi yêu. Nếu ai muốn biết tôi viết gì vào mặt sau của tờ giấy vào 2 năm trước, thì đây.